Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị và các bạn, việc các sạp bánh trung thu xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố Hà Nội sát dịp trung thu tạo nên một màu sắc rực rỡ cho phố phường. Người dân cũng tiện lợi hơn khi mua sắm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Và nhìn góc độ pháp luật thì các sạp bánh lấn chiếm vỉa hè đều là vi phạm pháp luật. Rằm tháng 8 là thời điểm ăn nên làm ra của các thương hiệu sản xuất bánh trung thu như Kinh Đô, Long Đình, Hữu Nghị, Hải Hà. Do vậy, các doanh nghiệp thường nhanh chóng việc chiếm cho mình những vị trí đắc địa để quảng cáo và bán sản phẩm tới người tiêu dùng. Một trong số những vị trí ưa thích nhất của họ là vỉa hè. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số tuyến đường như Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, Đường Láng, hàng loạt kiosk bán bánh trung thu xuất hiện nhiều ngày nay. Không thể phủ nhận rằng phố phường trở nên nhiều màu sắc hơn, đẹp và có không khí trung thu hơn, người dân cũng tiện lợi hơn khi mua sắm. Nhưng tại nhiều nơi, các quầy bánh trung thu chiếm dụng gần hết lối đi của người đi bộ, phần nào gây cản trở giao thông. Thứ hai, người dân đi đường bị thu hút chú ý rồi tạt lên vỉa hè mua sắm nếu ưa mắt, có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Thứ ba, nhiệt độ ngoài trời thay đổi liên tục, không thể đảm bảo chất lượng bánh như yêu cầu của nhà sản xuất, nên vấn đề chất lượng sản phẩm là điều đáng để người dân lưu tâm. Thứ tư, các hãng nếu bán ở các địa chỉ rõ ràng, có đăng ký thì gần như không có chuyện hàng giả hàng nhái. Còn các quầy bánh vỉa hè, giả sử có bán hàng giả hàng nhái thì cũng chỉ cần dọn đi nơi khác là mất dấu, khách hàng chỉ biết kêu trời. Thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất là hầu như các quầy bánh này khi chiếm dụng vỉa hè đều là vi phạm trật tự đô thị. Nhưng trên thực tế, có nơi cơ quan chức năng xử phạt, có nơi lại cho tồn tại. Từ đó, dễ nảy sinh tiêu cực, tạo dư luận xấu cho nhân dân. Thật ra thì trung thu cũng sắp đến gần. Cái nhu cầu của người dân về bánh trung thu thì cũng có. Nhưng mà tuy nhiên đấy thì những cái cửa hàng mà lấn chiếm vỉa hè, nếu mà bảo giờ cao điểm thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến người dân rồi. Không biết là chất lượng này có đảm bảo hay không. Đường thì bụi bẩn thì nhiều. Không biết là tôi thì không mua. Mọi người thì tiện lợi hơn là đến là không phải đi nơi xa. Nhưng mà thấy là không an toàn. Việc xử lý vi phạm trật tự đô thị thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng. Nhưng trước khi đợi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý thì người dân cũng cần chủ động bảo vệ mình trước nguy cơ mất an toàn giao thông và mất an toàn vệ sinh thực phẩm có thể xảy ra với bản thân và gia đình. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.